Hello bạn nha. Thì mình đang có mặt ở đây là của đây là thị xã thị thành phố Sa Đéc không chú? Ông Châu Thành của Tân Phú Trung Đồng Tháp. Vườn là Musa King. À, sau khi buông mang tốt hai cử ha. Thấy đọt đi rất là mạnh. Cái này phun cử hai bữa nay được 4 ngày. Thấy đọt cái đã không chú? Đã. Nó dữ hơn bên kia mình phun có một cử nó không lợi. Nhưng mà bên kia thấy cũng đang phát luôn á. Bên kia phun cũng được 4-5 ngày rồi. Dạ. Thấy đi đọt mạnh mạnh đi nó bỏ lóng dài ha. Musa. Cây này bữa nay đang tháng thứ 6. Dạ. Tháng 6 vậy tốt lắm. Tháng thứ 6. Phun gió hàng phun gió thấy phun mang tốt rồi thấy lá nó dày lên nè. Ừ. Vậy đọt nó xiên đi nó đi khỏe hơn. Cây khi thúc đọt liên tục những cây nó đỏ ra luôn. Mà đa số cái dòng này là nó đi đều đi dễ chân mà. Rồi cái bộ da nó nè. Nó mỡn vậy nè, nó không có khằn cái da đó là mình biết cái cây nó phát triển mạnh. Dạ đúng rồi. Rồi nó khằn như vậy là cái cây nó sừng nè. Nè. Ở giờ này da cũng lưỡng mà đỏ da nè. Ừ. Da cây con mà đỏ da này ngon lắm luôn nè. Đó, da vậy là cây phát triển mạnh nè, đọt đi mạnh là cái cây phát triển đang bình thường nữa, ok đó. Nó phát triển mạnh luôn á. Bỏ đọt đi hết bài ha. Đi mà quấn lá luôn mà. Cái Musa King thì cái đặc điểm của nó là nó sẽ đi cành dược nhiều hơn là cái cành ăn quả, nhưng mà kệ đi. Một khoảng thời gian 3 năm sau là bắt đầu nó sẽ đổ về cành mai quả hết. Ừ. Nó không biết còn chích thúc còn không, đợt rồi tao không có xử lý chích thúc. Đợt trước có, đợt rồi xịt không có. Chích thúc là hổm là nhìn về xanh, về không trắng không? Ừ. Dưới nhìn đỏ. Nhìn đỏ. Không, không thấy nè, thấy đâu kìa. Đòi dài đúng gan luôn. Từ cái khơi cái đỉnh sinh trưởng nó nằm đây nè, cũ nằm đây nè. Cái này khoảng chừng 4 ngày nữa mày coi cái khúc này. Đây, khúc bao nhiêu nè, cái này nè. Nè. Chừng 4 ngày nữa thôi là cỡ một gang tay nè. Dạ. Thì em ăn thuốc đưa vô cây á thì nó là gốc đồng mà nó sẽ ngừa trái lá nè. Trị trái lá nè, dưới nó có chất kích thích sinh học nó sẽ giúp cái cây phát triển mạnh đi đọt nhanh nè. Cái vườn ở trong trái hở chứ thấy sình cử nó cũng lứng trái lá đó. Bà cũng cái đọt cũng được đó. Cũng ngon. Nó kéo đọt cũng ngon. Nói chung là này thấy đưa vô là thấy ok. Mà đặc biệt cái ban đêm mà đi dội cái lá nó bóng như là mỡ rồi. Nó mỡ. Ban ngày chắc chưa chú nhìn thấy nắng dội nó cũng mỡ nữa. Ban đêm nó bóng, thấy nó bóng dữ dằn lắm. Ban ngày thì nó do ánh sáng mặt trời sao nó không có... Mình không thấy rõ hơn chứ ban đêm nó bóng lạ thường lắm. Mấy cây kia nó cũng phát triển ghê hồn. Bên kia phun một lần mà nay thấy nó cũng vô đọt nhiều kìa. Cũng 4-5 ngày gì đó. Phun nay 4 ngày, phun cái này cũng 4-5 ngày rồi. Phun đợt 2, cái này đợt 2. Đi qua mấy cây này coi, cây này nó ra đọt trước nè, này nó lá lụa. Cây này hổm là đang chi nè. Cây này đang chi nè. Cây này bữa nay bắt đầu mới đi đọt nè. Cây này bữa phun bắt đầu phun cử đầu tiên là nó đang vàng lá luôn á. Bữa nay thấy xanh lại không? Đó nhìn nó mở hơn nè. Với chổng cây ngay gốc chổng đó, ổng cũng vàng giống cây này nè. Với chú phun mai tốt á thì nó sẽ giảm được lượng phân của cây nó ăn á. Tại vì nó có chất kích thích sinh học á, nó sẽ giúp hút cái hạt dinh dưỡng trong đất mạnh hơn. Nè rõ ràng cái cây này si nè, coi nhìn cái thân này nó đâu có đỏ như cây nãy không? Đúng rồi. Và bữa nay bắt đầu nó cũng mở, nó bóng già lại kìa. Bây giờ lên đây nó mới bắt đầu mở nè. Nó đang si, nó phục hồi rồi nó chậm hơn cái cây khỏe. Cây khỏe nó đi nó mau ha, cái thân đó từ cây khỏe, cây bên đây cũng khỏe nè. Tao nhìn cái đọt với bộ lá với cái thân đó, da thân đó. Cây này hổm vô là cái đọt cũ không đi luôn á. Ừ. Bữa nay chịu đi nè. Cái thân nó cũng đỏ lên nè. Nó không còn cái màu sao bô. cái màu hổ phách đó. Ừ. Cái thân mà nó bị đó tuốt trên trên này là cây đó đang bị suy sượng gì đó. Cái đọt cái hổm nghĩ mà nay đọt cái hết bờ hồn mạnh hồ chứ đọt chủ. Đọt chủ lực. Cái này hổm nó bị gãy. Gãy tao cột lại. Gió đọt hổm gió giờ nó vũ. Mua sa kinh mà trồng vậy là tốt, phát triển mạnh. Ừ. Mà hổm vô nó không đi đọt mạnh mà nay ngon. Đúng rồi. Tuyệt vời luôn. Thì đó bên kia mình không có xài men tốt nó đi đâu lại bên đây. Mà hên chú xài cử mấy này 4 ngày thấy nó cũng bắt đầu nó nhóm đi rồi đó.
đi quá đẹp. Thì cứ xài định kỳ thôi, cây nhỏ này xài đâu tốn nhiều thuốc đâu. Cây này tao nghĩ chắc đi cử khoảng 7 ngày 10 ngày nữa tao đi cử nữa thì sao, khoảng nửa tháng hay đi. Ở ngoài nửa tháng hay đi lần nữa. Không? Chứ nó đang phê rồi đâu đi nhặt chi phí thuốc. Do nó cây nào nó sùng nó khoát quá, cây này nó dài nó gió vũ tét mà. Cái hàng Mosakin đặc điểm là vậy đó, nó đi cái cành lên giữa không, mà cái mắt lá nó rất là thưa không, nó đi vũ mù cành một đi thẳng băng ra luôn hả. Rồi tao thấy cái nào dài quá nó liêu quá chuẩn bị tét tao cắt bớt. Cắt cho đi luôn đi, nó là vậy. Tao cắt cho nó không tét chứ mà để dài nó tét cái nhánh gì không. Cắt bớt mốt nó thung đỉnh sinh dưỡng rồi nó mới đi cành kia còn mạnh hơn. Cho nó không tét chứ để nó tét. Mà đặc biệt mấy cái nhánh nào, thí dụ như cái nhánh mà tôi nghĩ là nó sau này là cái nhánh hữu hiệu, nhánh chủ lực á, dạ. Chẳng hạn như nhánh này là tao cắt. Còn cái nhánh này kệ bà cha đó. Cái này nữa mình cũng cắt bỏ. Phải không? Đúng rồi. Mấy nhánh này. Hai nhánh này sau này giữ nhánh một à? Nè, hai nhánh này cắt hết nhánh rồi bỏ rồi. Tao dự định là tao bỏ từ gốc lên khoảng từ 7 đến 1 thước. 7 tấc tới 1 thước tao mới để. Chứ tao không có để thấp. Để tuần sau phun con quay lại con coi vườn trong như ngoài luôn.